Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày mùng 4 năm Bính Thân 2016. Trà My kính chào quý vị. Trung Quốc sẽ tiếp tục xây cất bất hợp pháp ở Biển Đông. Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng hiếp đáp nước nhỏ. Mỹ Ấn cân nhắc tuần tra chung ở Biển Đông. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động xây dựng bất hợp pháp trên các đảo Bắc Kinh bồi đắp trong vùng Biển Đông có tranh chấp với các nước bao gồm Việt Nam. Phát biểu trước Thượng viện Mỹ ngày 9 tháng 2, ông James Clapper nhấn mạnh các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là quá đáng, đồng thời khuyến cáo rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục xây các đảo nhân tạo cùng các cơ sở quân sự trên cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh đã hoàn tất thi công một đường băng ở Trường Sa và dường như đang tiến hành xây thêm 3 phi đạo nữa, vừa tạo điều kiện cho các máy bay tuần tra tiếp tế nhiên liệu, vừa cho phép Trung Quốc dễ dàng kiểm soát mọi phương tiện qua lại trong khu vực. Việt Nam và các nước lên án các kế hoạch xây dựng ráo riết của Trung Quốc ở Biển Đông là âm mưu thay đổi nguyên trạng để củng cố các tuyên bố chủ quyền bành trướng, phi pháp. Mỹ tại thượng đỉnh sắp tới với ASEAN sẽ kêu gọi 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, không để cho tình trạng nước lớn hiếp đáp nước nhỏ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ mở cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 tại bang California, Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc hôm 9 tháng 2 loan báo nhà lãnh đạo Mỹ nhân dịp này sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ nhắm vào Trung Quốc, rằng trong tiến trình giải tỏa tranh chấp Biển Đông không có chỗ cho sự hiếp đáp. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes được tờ China Topics hôm nay dẫn lời cho hay là Tổng thống Obama tại cuộc họp tuần tới với Việt Nam và 9 nước còn lại trong ASEAN sẽ nhắc lại quan điểm của Washington rằng nhất thiết phải giải quyết tranh chấp chủ quyền thông qua thương lượng theo khuôn khổ luật quốc tế. Ông Rhodes cho biết thêm, một trong những trọng tâm thảo luận tại thượng đỉnh sẽ xoay quanh các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông mà Hoa Kỳ cho rằng rốt cuộc sẽ phục vụ cho mục đích quân sự. Vẫn theo nguồn tin này, Tổng thống Mỹ cũng sẽ nêu quan ngại về các chuyến bay liên tiếp thử nghiệm của Trung Quốc trên đường băng mới xây ở đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam cũng là một bên nhận chủ quyền. Mỹ và Ấn Độ đã bàn thảo kỹ lưỡng kế hoạch thực hiện tuần tra hải quân chung có thể bao gồm cả Biển Đông, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay trong cuộc phỏng vấn riêng với Reuters đăng tải hôm nay. Quan chức quốc phòng Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính cho hay có nhiều khả năng các cuộc tuần tra chung Mỹ-Ấn sẽ diễn ra ở Ấn Độ Dương, nơi mà Hải quân Ấn Độ là một lực lượng có vai trò quan trọng, cũng như tại Biển Đông. Vị này không đưa ra chi tiết, song nói rằng hai nước hy vọng sẽ bắt đầu thực hiện trong năm nay. Bắc Kinh chưa phản hồi trước thông tin này. Ấn và Mỹ đều đang tìm cách đẩy mạnh chính sách xoay trục về khu vực nhằm cân bằng lực lượng trước sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Cả New Delhi và Washington đều là hai đối tác quan trọng trong chính sách gia tăng hợp tác quốc phòng của Việt Nam, một bên trong tranh chấp Biển Đông. Tuy Mỹ và Ấn Độ đều không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng hai bên tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này khi Tổng thống Mỹ Obama thăm New Delhi hồi tháng 1 năm 2015. Ấn và Mỹ trong những năm gần đây không ngừng đẩy mạnh quan hệ quốc phòng. Năm ngoái, hai nước thực hiện tập trận hải quân chung ở Ấn Độ Dương, có hải quân Nhật Bản cùng tham gia. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đưa tin Bắc Kinh sẽ đưa thêm phi đạn và máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa sau vụ tàu khu trục Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực hồi cuối tháng rồi. Sau khi phái tàu chiến USS Larsen áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa hồi tháng 10, Mỹ hôm 30 tháng Giêng tiếp tục cho tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc tức giận. Khác với những lời chỉ trích gay gắt lần trước, Trung Quốc lần này phản ứng có phần nhẹ giọng hơn. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đang chứng tỏ những chỉ dấu cho thấy sẽ đẩy mạnh kế hoạch gây dựng quân sự ở Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo mới đây đăng bài viết của Đại tá Lương Phương thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi khẩn trương triển khai quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa càng sớm càng tốt bằng cách xây dựng các cảng nước sâu và các đường băng. Một bài viết khác trên báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đây tiết lộ các kế hoạch điều phi cơ tác chiến luân phiên ra Biển Đông cùng với các phi đạn chống tàu và phi đạn phòng không tối tân.
Theo tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, các hình ảnh ghi nhận cho thấy Trung Quốc rõ ràng quân sự hóa đá chữ thập ở Trường Sa. Các hoạt động ráo riết của Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa khiến các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông quan ngại và tăng cường đầu tư cho khả năng quốc phòng, trong đó có Việt Nam. Động lực chính thức thúc đẩy chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam là chính sách, chứ không phải hiệp định TPP, theo nhận định của học giả Adam Ford thuộc Đại học Victoria, Australia. Trong bài phỏng vấn trên trang World Politics Review hôm 9 tháng 2, ông Ford nói, do mức thuế quan đã hạ thấp và do sự chuyển hóa của nền kinh tế Việt Nam phần nhiều gắn với sự biến chuyển của các thị trường cũng như các nhà sản xuất trong nước, chứ không gắn với chính sách. Cho nên nếu như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có tạo ra tác động, thì đó có tính gián tiếp. Học giả này cho rằng TPP sẽ tác động lên tiến trình chính trị, dần dần buộc các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phải tạo ra môi trường mà ở đó chính sách thực sự có vai trò quan trọng. Về vấn đề công đoàn độc lập, một nội dung của TPP, học giả Adam Ford nói hiệp định này có thể mâu thuẫn với tiến trình chính trị Việt Nam khi thúc đẩy cho sự thay đổi và cải cách chính trị nhanh chóng hơn mức độ mà Bộ Chính trị mới quyết định. Ông cho rằng các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhà hoạt động vì quyền lao động ở nước ngoài có thể sử dụng TPP để cổ suý cho công nhân Việt Nam, nhưng không chắc chắn tác động và hiệu quả sẽ ra sao. Nhà thầu chịu trách nhiệm về công trình xây tòa chung cư bị sập trong trận động đất ở miền Nam Đài Loan tuần trước vẫn bị câu lưu, giữa lúc hy vọng tìm được thêm người sống sót đang cạn dần. Ông Lâm Minh Huy, cựu chủ tịch công ty xây tòa chung cư Kim Long 17 tầng ở Đài Loan, bị buộc về tội bất cẩn gây ra cái chết. Cùng bị bắt với ông là hai cựu giám đốc khác của công ty. Khu nhà chung cư Kim Long là tòa nhà lớn duy nhất bị sập trong trận động đất 6,4 độ Richter, trong khi hàng chục nhà cửa khác bị phá hủy hoặc bị hư hại. Tin cho hay ít nhất 43 người thiệt mạng, hơn 100 người khác còn mất tích. Đài Loan nằm trong khu vực dễ xảy ra động đất, được đặt tên là vòng đai lửa ở Thái Bình Dương. Hàn Quốc loan báo đang đình chỉ mọi hoạt động tại khu công nghiệp mà hai miền bán đảo Triều Tiên cùng điều hành, đáp trả vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng thích phi đạn của Bắc Triều Tiên mới đây. Bộ trưởng Thống nhất Hon Yong-pyo ngày 10 tháng 2 cho biết, Seoul hành động như vậy để ngăn không cho Bình Nhưỡng sử dụng thu nhập từ khu công nghiệp Kaesong, tài trợ cho các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Ông Hon cho hay, Seoul đã loan báo cho Bình Nhưỡng về quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesong. Tất cả các quản trị viên Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp này đã bị triệu tập về nước. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Với việc virus Zika lây lan một cách nhanh chóng, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây đã tuyên bố Zika là một tình huống khẩn cấp về y tế toàn cầu. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Được cho là gây ra những khuyết tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, Zika giờ đây là một vụ khủng hoảng quốc tế. Sau một cuộc duyệt xét bằng chứng, Ủy ban đã khuyến cáo là những nguyên do của bệnh teo não và những biến chứng não bộ khác tạo thành một sự kiện bất thường và một mối đe dọa sức khỏe đối với những phần khác của thế giới. Vì Zika lan truyền qua mũi, nhiều người e rằng chúng ta không thể ngăn chặn được loại virus này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 4 triệu người ở châu Mỹ có thể bị nhiễm Zika trong năm nay. Brazil là nơi bị virus Zika hoành hành dữ dội nhất. Con số trẻ sơ sinh mắc chứng teo não hay đầu nhỏ đã tăng vọt ở quốc gia Nam Mỹ này. Bộ trưởng Y tế Brazil nói rằng vụ bùng phát này nghiêm trọng hơn nhận định của họ trước đó. Tuy sự liên kết chặt chẽ giữa virus Zika và chứng bệnh này ở trẻ em vẫn chưa được xác định, các nhà nghiên cứu ở Brazil tin rằng có một sự liên hệ như vậy. Từ tháng 10 năm ngoái tới nay, hơn 4.000 ca bệnh teo não đã được ghi nhận ở Brazil, tăng mạnh so với con số 150 ca của năm 2014. Một nguyên do khác làm cho nhiều người lo lắng là chưa có cách để trị virus có xuất xứ từ Phi Châu này. Các nhà khoa học cho rằng phải mất nhiều năm nữa mới phát triển được một loại thuốc chủng ngừa. Một số người cho rằng một trong các trở ngại chính là các công ty dược phẩm không nghĩ rằng họ sẽ kiếm được lời khi họ phát triển những loại thuốc để trị các chứng bệnh ảnh hưởng tới các nước trong thế giới thứ ba. Bác sĩ Carolina Batista nói rằng các công ty dược phẩm phải đặt trọng tâm vào bệnh nhân thay vì chỉ chú trọng tới lợi nhuận. Tôi nghĩ rằng lý lẽ và kiểu mẫu do thị trường thúc đẩy đã lỗi thời. Chúng ta cần phải nhìn những vấn đề này như một thách thức y tế toàn cầu, một thách thức đòi hỏi phải có một sự ứng phó toàn diện của cả thế giới.
Ông Marcos Espina, một giới chức của Tổ chức Y tế Liên Mỹ, nói với đài VOA rằng vì không có thuốc chữa nên lựa chọn duy nhất hiện nay là diệt trừ muỗi vòng. Vấn đề then chốt là các nước đó phải dốc toàn lực để diệt trừ muỗi. Họ phải áp dụng một phương thức đa khu vực và xuyên khu vực và huy động toàn thể xã hội để khống chế công cụ lan truyền của virus này. Ông Espina nói các nước ở vùng nhiệt đới như nhiều nước ở châu Mỹ Latin gặp nhiều rủi ro hơn. Tại phần lớn các vùng ở Mỹ và Canada, muỗi mỏng tương đối ít vì thời tiết giá lạnh vào mùa đông. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Trong lúc các nhà khoa học tìm tòi các loại thuốc và liệu pháp để điều trị và cuối cùng chữa khỏi bệnh ung thư, các giới chức y tế vạch ra những sách lược nhắm mục tiêu phòng ngừa ung thư. Nghiên cứu cho thấy khoảng 50% các ca ung thư ở các nước đã phát triển có thể ngăn ngừa được bằng cách thay đổi thói quen hàng ngày và kiểm soát các yếu tố môi trường nguy hại. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Các nhà khảo cứu đã biết từ nhiều thập niên rằng lề thói sinh hoạt và các lựa chọn cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc gia tăng nguy cơ bị ung thư. Tuy điều rõ ràng là di truyền có thể gây nguy cơ mắc một số loại ung thư, bác sĩ William Nelson tại trường đại học Johns Hopkins nói các chuyên gia dịch tễ đã phát hiện những thay đổi về tỷ lệ ung thư khi mọi người di chuyển từ vùng này sang vùng khác và cho thấy môi trường là một yếu tố. Nông thôn Trung Quốc là một ví dụ tốt, dân ở đó có nhiều khả năng bị ung thư dạ dày và ung thư gan hơn, trong khi những loại ung thư đó không thông thường ở đây. Có ít khả năng nam giới ở đó bị ung thư tuyến tiền liệt và phụ nữ bị ung thư vú hơn. Những chứng này phổ biến hơn ở Hoa Kỳ, tuy vậy di dân Trung Quốc ở Hoa Kỳ lại có nhiều nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú, và bớt nguy cơ bị ung thư dạ dày và ung thư gan. Chuyên gia dịch tễ Elizabeth Plass nói rằng những yếu tố môi trường, bao gồm chất ô nhiễm, nhưng cả những chọn lựa về lề thói sinh hoạt và thói quen cá nhân nữa, được coi là một yếu tố chính yếu trong rủi ro bị ung thư. Các yếu tố rủi ro chính yếu mà chúng ta biết gây ra ung thư là hút thuốc lá, bệnh mập phì kèm theo với một thực chế xấu và ít hoạt động, và những yếu tố đó gộp lại chiếm gần 50% các ca ung thư ở những nơi như Hoa Kỳ. Xác định các yếu tố đó đã dẫn tới các nỗ lực có phối hợp của các chuyên gia y tế và các nhà quyết định chính sách nhằm hạn chế các thói quen làm gia tăng rủi ro bị ung thư. Bác sĩ Plass nêu ra các sách lược chống hút thuốc lá là một thành quả y tế công cộng quan trọng. Tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi đã giảm nhanh chóng trong mấy thập niên vừa qua. Vì chúng ta biết được rằng thuốc lá gây ung thư phổi và đã có những sách lược để quảng bá thông điệp đó, nhằm ngăn chặn tình trạng hút thuốc tăng cao nơi giới trẻ. To prevent the uptake of smoking in young people, there were strategies to help people quit. Trong khi đó, các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu chi tiết hơn xem cuộc sống ít hoạt động và thực chế thiếu lành mạnh ảnh hưởng ra sao đến nguy cơ bị ung thư. Kiểm soát các yếu tố rủi ro này là một tiến trình phức tạp có liên quan đến việc thay đổi các thói quen. Nhưng các giới chức y tế nhấn mạnh rằng phòng ngừa ung thư là đáng giá nhất, cung cấp cho mọi người thông tin hữu ích để tự vệ trước căn bệnh hiểm nghèo này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA xin kính chúc quý vị một năm mới cát tường. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.